tôi là đi bộ. Vâng. Tôi tức là đi từ nhà phải lên đến đây. Thì coi như thế đường phố cái tương đối là yên tĩnh, sạch sẽ. Và bà con đều phấn khởi, ai cũng vui tươi. Chụp những phong cảnh đẹp rồi đi lễ chùa cầu may. Hôm nay thật là vui mừng vì trời quang mây tạnh, để cho mọi người đón một cái mùa xuân rất đẹp. Những cái ngày Tết này nó có một cái yên bình đặc biệt và vui vẻ. Mọi người đều hồ hởi phấn khởi. Khi ra đường một cái thứ nhất là đi không có những phương tiện lấn át lẫn nhau. Mọi người đều cười với nhau, nhìn nhau với nụ cười, chứ không có những cái mà hăm hở rồi vội vàng rồi chen lấn nhau. Chúng tôi đến đây để gặp gỡ mọi người và tham gia vào chuyến xe tham quan vòng quanh khu phố cổ. Không khí Hà Nội ngày hôm nay thật yên bình, giao thông không quá đông đúc như mọi khi. Thật tuyệt khi có thể thoải mái đi mọi nơi mà không phải lo sợ mỗi khi sang đường. Tôi chúc các bạn một năm mới bình an, ngập tràn tình yêu và cầu được ước thấy.